Hai, tiền này là tiền quê mua vé nè, tiền này là mua đồ cho em nè. Có thể 1, 2, 3, 3 triệu 1. Chà, mua xe cho mẹ phải 1 triệu mấy nữa mới đủ. Chắc phải kiếm làm gì thêm mà. Ê, Khoa. Khoa, làm gì ngủ hoài á? Quỷ này thiệt. Chạy. Anh làm gì đấy? Mệt anh quá. Mày nói sao vậy? Hả? Mày nghĩ sao vậy? Má mày lúc mà gửi mày lên đây nè, đã nói với tao là gửi mày cho tao. Rồi bây giờ mày nhìn coi mày bệnh hoạn, mày nhìn nó xanh lẹn lét à. Rồi tao nói chuyện má mày sao đây? Anh có đẻ thì em không mà em cứ lo thế nhỉ? Nó nói cuộc đời của em cứ để em lo. Tôi quế cái câu thế nhỉ của mày nha. Ngáp là mình chịu nổi nó luôn. Nè, mày đừng nói tao là mày dính cái đó rồi nghe. Em mệt anh quá. Em dính cái gì cũng không dính gì tới anh hết á. Cuộc đời em cứ để em lo. Mày nói hay quá ha, mày dính không dính tới tao? Mày dính rồi đúng không? Em nói cuộc đời em để em tự lo, em dính cái gì đâu. Trời ơi, mày dính như cuộc đó là chết cho mày. Bây giờ nè, không muốn nữa. Dậy với tao kiếm việc làm, kiếm tiền gì quen Tết. Không, để em ngủ, mệt quá. Cuộc đời em cứ để em lo mà. Để mà lo là thú vật luôn á. Đi, dậy. Mày không dậy, đi. Mệt quá. Ê, anh làm gì thế? Cuộc đời em để em lo mà. Dạ chị có gì cho em làm với chị, em kiếm để... Ồ, dạ cảm ơn chị. Đi. Alo, mày đâu Khoa? Em đi công việc rồi. Công việc gì? Mày đang ở đâu? Anh cứ mặc kệ cuộc đời em đi. Alo. Alo. Thằng quỷ này. Dạ em chào anh. Em thấy ở ngoài mình có ghi cái bảng là cái xin việc làm hả? Dạ đúng ạ. Ở đây đang cần thợ phụ, lương tháng 4 triệu. Chú làm được không? Dạ được anh. Dạ, em giờ vô làm luôn hay sao anh? Coi dọn giùm anh mấy cái ghế đi. Rồi mốt có gì anh chỉ bảo thêm. Dạ em làm luôn anh ha. Dạ cảm ơn. Anh Hai, em tới mà không có tiền. Này, bên kia đông quá, cho vài anh em qua phụ em đi. Anh nói tụi bay rồi. Ở nhà, sống nhà cha nhà mẹ. Ra xã hội, nhờ anh em. Đi theo tao là phải nhớ 4 chữ. Ờ, 4 chữ gì vậy đại ca? Chém chết mẹ đó. Từ quen thôi.
nhường quá. Bởi vậy có ai muốn vậy đâu. Thì tôi nè có muốn làm giang hồ đâu. Xin vô tìm xăm tưởng sao. Ai ngờ muốn ổ luôn đó. Mà cái thằng đại ca bên tôi á mất dài khốn nạn lắm. Mà cuộc đời nó như dính số 4 á. Như ám tổ cha nó hay sao á. Lương là lương 4 triệu. Cuộc đời chỉ 4 chữ. 4 chữ gì? Chém chết mẹ nó. Tính sao đại ca? Chém chết mẹ! Yeah! Em không hút mà anh Long. Anh Long. Phiếu hiến máu, nhận tiền bồi dưỡng. Hai ơi, mẹ bệnh nặng lắm rồi. Em có mượn tiền bà Sáu mà bà Sáu bà nói nhà mình nghèo, mượn rồi làm gì có tiền trả tao. Em rối lắm hai ơi. Sao mày không nói tao biết? Cuộc đời của em cứ để em lo. Về nhớ gửi lời hỏi thăm má tao giùm. Nhưng mà anh ơi, nhưng cái gì mày khùng quá. Hồi chiều tao mới đi xin cái chóp kia rồi. Ông chủ cũng thương tao lắm. Ông cho tao lương tháng 4 triệu. Chứ cuộc đời của ông nói cũng làm phải có 4 chữ thôi. Sống phải anh em, yên tâm đi. Thật rồi anh? Thiệt, rồi cái gì tao bay lên tao ấn tiền ổng rồi. Cái gì tao chạy về sau, nghe. Dạ, vậy em cảm ơn anh. Ừ. Gì vậy? Anh Long à, cuộc đời của em từ bây giờ có gì anh lo nữa nha. Ông quỷ này. Dạ. Đi đi. Dạ em cảm ơn anh. Ừ. Alo, con nghe má ơi. À con về. À, nhưng mà chắc năm sau con về má hả? À, năm nay bài dở nhiều quá. Dạ dạ, nhiều quá con về không được. Dạ cũng nhớ má nhiều. Dạ. Mang tới chùa vậy.